Xin chào người, thì cái gì hết ta? Ok, thì chúng ta hãy cùng đi với chapter 10. Đây là một cái chapter rất là khó. Và cái nỗi tôi cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của YouTube một chút thôi. Sự giúp đỡ thôi. Thì mới vô làm như thế nào? Bây giờ như bạn thấy đâu, cửa sổ cũng đóng, cái này cũng đóng không thể vô được. Giờ phải làm gì? Cái đen bụp bê bơ ngay bên cạnh luôn. Và khi nhìn vô đây, chúng ta sẽ thấy là có chìa khóa hay đúng không? Không thể tới được. Vậy là làm gì? Vô đây, lấy cái xuồng này, đang nằm trên một cái ghế này, và móc nó về. Chìa khóa không phải để mở cửa nha, không phải để mở cửa trong nhà, mở cửa này. Ok, đi vô đây làm gì? Chúng ta lấy cái búa, chúng ta không nào vô cửa chính được. Vậy nên cà phê chỉ vô một cửa nhất thôi, nên là cửa sổ. Vô nào, mẹ hết pin rồi. Thôi thì cứ quay đi, cứ quay vậy. Có hộp đây cũng không có gì hết, cũng không có gì đâu. Tìm mấy chỗ này không có gì hết, cũng không có. Và đây cũng không có. À, ở đây cái đầu ra suy nghĩ rất là nhiều, nhờ một ít giúp đỡ từ YouTube. Mọi người có để ý cái màu đen đen trên nó không? Nó có nghĩa là gì? Tôi cứ tưởng nó là một cái tắc, cái tắc một cái số nào đó, nhưng thật ra nó như vậy đây. Ta lồng cái số vô mấy vai cái nồi nó khó. Bây giờ về này vô. Số 6 này là của cái gì ta? Của chữ B này. Cái này là của chữ A. Ui, lắc lắc lắc. Cái này là của chữ số số A. Cái này của cái gì đó? Số 6. Và có được gì nè? 2BA B36. Mà để làm gì? Hãy qua đây. Hộp này con, cái hộp này đem gì, lát sau con sẽ biết. Cứ đóng rồi. Anh làm một cái remote. Remote này là để bật tivi, nhưng mà không làm gì chứ. Và chỗ tivi này có DVD, chúng ta cần phải bỏ cái DVD vô mà mình mở DVD được. Và chúng ta xem là làm bất kỳ được điều gì này. Cửa đã khóa hết. Vậy là phải làm gì? Vô đây. Bạn có nhớ mật mã lúc nãy không? Chính là 2 đi. Cái này cũng mò nhiều lắm nha. Mình nhìn chữ U, mình nhầm hình chữ V. 2 B U. Từ từ, tôi anh Mỹ ra mười ạ. Hai B A U 36. Tất, nó là đề là tất cả các cửa đây đều mở hết. Nghe là tất cả các cửa trong đây mở hết rồi. Cửa này cũng mở rồi, cửa này cũng mở. Đây là phòng một cho em. Trước tiên hãy giải câu đố này. Câu đố này nghĩa là gì? Như bạn để ý thì nhìn sang cái bên phải này, cái hồ màu xanh đúng không? Chúng ta phải để cho bốn cái hình này
nó ghép làm như sao cho nó bốn cái nó ghép lại thành cái như vậy đây, giống như chơi ghép chòi đó, xếp hình đó nhớ nữa. Đây và ô đây không được rồi. Ừ. chưa nhầm sorry nhầm rồi. À đây đúng rồi, là một cái hộp và một cái bản đồ. Bản đồ này là gì? Đây quay trở lại ra ngoài sân này. Bể bơi vòng xuống cây chỗ này. Bạn muốn đào lên chúng ta cầm một cái sẻng vô phòng này. Đó, phòng này chẳng gì trơn, phòng trang trí vào đẹp hơn. Chìa khóa màu xanh để làm gì? Thích nghĩ nhầm. Bông cầu vàng, nhầm cái bông cắm vàng, quá vip luôn. Bảy hai chín một. Nếu mở cuốn sách ra, chúng ta sẽ được một cái mã. Mã này là gì? Nó liên quan đến cái áo này. Và cái này cũng muốn suy nghĩ rất là nhiều mới ra. Mấy cái thảo áo này nó có mấy cái vạch ở trên cái đó. Số 7 là có một vạch, số 9 có hai vạch, số 2 có 4 vạch. Móc còn thiếu kia chính là số 1. Và cái cuối là 5. 6 vạch. Tiếp tục. Thế nó giải đố. 7 9. Cái số 6 bên ngoài là có 3 vạch. 7 9 6 2 1 5. Bảy chín sáu hai một năm. Chìa khóa. À, chúng ta là hết làm việc làm ở đây rồi. Tôi đùa chứ ra vẫn còn. Trong thực ra chẳng có gì hết trơn á. À có. Nhưng mọi người để ý. Ở đây dấu x. Này hình tam giác. Hình vuông đó. Cái hình này chắc thấy hả? Đây rồi. X tam giác vuông vuông thôi. X nó tương ứng với cái này. X tam giác vuông vuông thôi. X ra chưa vô đây em gì chẳng gì đây. Một tờ giấy nó sẽ là manh mối á. Một cái office pizza hộp đằng sau xe này. Ui, chìa khóa tím tôi đâu? Rồi xong. À, đây. Cái này là để sao nha. Cái câu đố này cũng giải rồi này. Chìa khóa. Đây mọi người thấy ấy. Cái này tương ứng với cái chỗ kia. Vô. Cái hộp lên. 123 123.
Thiếu. Thiếu. Ở mù đó. Kim cái sáng này. À đây, như này. Ủa. Ở đây. Chui từ từ. Cái này là cái gì ta? Phải mỉa rồi. Từ nhát đi em đi vô trước. Đây. Ở cái bức thư này nó ghi là DVD gì đó. 8 channel 853. Xem rồi, quay mất. Có cái này là sao? Mật khẩu của cái lúc nãy sẽ là như vậy. Đây, xem bản hướng dẫn này. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gạch nha. Nó cũng tương ứng với bản đồ này. 3, 2, 3, 3. 6, 2. Vậy ạ. Vậy đâu cần đâu, không à. Ba hai, ba ba, sáu hai, ở đây. Cái này, năm rồi. Mật khẩu của này chính là cái làm sao đây? King K 1 N G. Mà số 1 thì nó trong La Mã nó là chữ nó giống giống chữ Y King. Rồi bây giờ nhập tắt âm âm. Nó cuộc này cũng không vô được nha. Ta cần phải ấn quay mật khẩu. Ta phải ấn lại vô. Từ cái số không sao này. Gì chứ? 5, 4, 2, 5, 1, 5, 6. Bạn chơi cái gì? Đây, hãy qua cái phòng như bạn để ý thì cái phòng này có một cái Yuta. Vậy thì cái Yuta này thì nó sẽ chơi Yuta nha. Địa chỉ nhà bạn. Nó làm từ từ vô đây. Địa chỉ nhà mình đến là đây là cái hàng của mình 12. Môn thể thao bạn chơi lúc này mọi người thấy á, football chắc chắn rồi. Loại rượu bạn thích. Đây, hãy vô cái phòng này. Đây phòng này. Mọi người có thể để ý trên bàn là có cái gì đó. Cái chai rượu màu vàng nhãn xanh. Chính là cái chai rượu đây. Macloch. Ngày sinh.
đọc lá thư này. Hãy gửi cho em. Hi, I saw you many slides and joy. It was my birthday the day before yesterday. Yesterday. Và cuối cùng nó ghi ngày 2 tháng 5 năm 2019. Sorry. Okay. Thì mỗi cái chắc là chị nhỏ ai cũng biết rồi. Mỗi cái thành của cái bánh, mỗi cái nén của cái bánh là chỉ là số tuổi của họ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy là sinh năm 2002. Đây là 2019 nha. Game này là 2019. Anh nhầm, trong lá thư này 2019. Cách đó là yesterday, nghĩa là ngày năm. Tháng năm chứ. Yesterday là ngày 31. 2012. Hai loại là một cái không rainbow là cái gì? Rainbow chính là cái người gì ta? Ngựa vàng. Rainbow là cái cầu vồng. Unicorn là ngựa vàng. Dinosaur là khủng long. Hổ. Hổ là cái Fairy. Nàng tiên. Thuyền trưởng. Và hãy vô đây. Rainbow có đúng không? Brighter đọc như thế nào? Không biết nữa. Thuyền trưởng là có. Rainbow. Nhầm cái gì? Cái đó gọi là gì? Rainbow. Đúng rồi, Rainbow có. Và cái em... cái gọi là gì ta? Unicorn cũng có, Unicorn cũng có, Rainbow có. Dinosaur Tiger. Dinosaur Tiger là có trong kia luôn. Hãy vô đây, quay lại đây. Tiger, Dinosaur có. Fairy Tail, Fairy nàng tiên là không có. Hãy nhấn vô Fairy. Chắn là tiền. Ô, vàng tiền đi coi. Wish giàu có tiền à, vàng à, tôi nghĩ là vàng á. Vàng, mọi người thấy cái bầu, cái bầu thấm màu vàng không? Ok, vô đây một lá thư chỉ làm phần gốc chuyện thôi, tôi không biết đọc quan gì. Em ở đây rồi. Study. Panic room. Phòng sợ hãi. Phòng sợ hãi nó sâu lắm. Bây giờ hãy lấy nó. Con này. Rồi, đi ra. Nhắc vô. Đã đầy đủ rồi. Thôi đi nè. Đúng rồi, đâu có. Điều thả, có đứa nào nè.